của Thiên trả địa. Thiên và Địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn ở cùng một làng. Anh nào anh nấy đều nghèo rớt mồng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Thiên rất sáng dạ, nghe gì hiểu nấy. Một hôm Địa bảo: "Nếu chúng ta thế này không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Sẵn anh là người thông minh, sáng dạ, nếu được học hành chắc rằng ngày sau sẽ làm quan to. Từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ lấy sức làm thêm để nuôi anh ăn học. Khi nào anh làm nên danh phận, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý." Thiên nhận lời, nhưng Địa còn dặn: "Khi hiển đạt anh đừng quên tôi nhé." Từ đó Địa trần lưng đêm ngày làm thuê để nuôi bạn ăn học. Thấy Thiên học mỗi ngày mỗi tiếng, anh càng hăng hái làm việc, không quản ngại gì cả. Sau 10 năm đèn sách, Thiên đỗ khoa thi hương, rồi thi đình, đỗ luôn trạng nguyên. Được nhà vua bổ làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, có dinh thự nguy nga, được mọi người trọng vọng. Được tin, Địa vô cùng sung sướng. Lập tức, anh chàng đem trâu và cày về trả cho chủ. Rồi anh bán luôn cái nhà đang ở, lấy một số tiền vào dinh tìm bạn. Địa có ngờ đâu, khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhận bạn cũ nữa. Hắn dặn lính canh cấm cửa không cho Địa vào. Địa bị đuổi tủi thân, lủi thủi ra về. Vừa đến bờ sông, anh chàng ngồi lại trên bờ, nước mắt rơi lã chả. Nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận hẩm hiu. Chả lại, trở về làng cũng không biết ở đâu, vì nhà đã bán mất rồi. Địa buồn tủi, ngồi thụp xuống cổng dinh quan trạng đến đêm khuya. Chợt bụt hiện lên là một người khách qua đường, đứng lại hỏi anh: "Sao còn không về nhà, đêm hôm khuya khoắt, còn ở đây làm gì?" Địa kể hết sự tình cho bụt nghe. Bụt cho anh một chiếc đò và dặn rằng: "Còn cứ ở đây, được khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa." Địa nghe lời, ở lại bến sông làm nghề chèo đò ngang. Nhưng anh chàng chỉ kiếm vừa đủ nuôi miệng, không để dành được đồng tiền nào. Đến ngày giỗ cha, Địa chẳng biết lấy gì cúng cha. Chiều hôm ấy, sau khi đưa khách sang sông, Địa chèo về đến giữa sông lại nghe tiếng gọi đò. Anh lại quay đò trở lại. Khách gọi đò là một thiếu nữ xinh đẹp. Trời đã nhá nhem, người thiếu nữ nói với Địa: "Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm." Nhà Địa chỉ là túp lều ven sông, trong nhà chỉ có một cái chõng, nhưng anh cũng nhường cho người khách nằm. Thấy Địa toan ra hiên nằm, người thiếu nữ hỏi anh: "Anh đã có vợ chưa?" "Chưa." "Tôi xin làm vợ anh nhé." Địa vô cùng ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào cả. Nàng lại nói: "Tôi là người cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế mà chịu khổ sở đã nhiều, nên cho tôi xuống giúp anh." Nói rồi, nàng hóa phép biến túp lều bên sông thành dinh cơ rất đẹp. Nhà ngói, tường gạch, hành lang, trong nhà, đồ dùng thức đầy đầy đủ, kẻ hầu người hạ từng đoàn. Địa vừa kinh ngạc, vừa vui mừng khôn xiết, nàng lại hóa phép ra cổ bàn linh đình để chàng cúng cha. Sáng hôm sau, nàng bảo Địa mặc gấm vóc, ngồi kiệu, đến mời Thiên sang nhà mình ăn dỗ. Lần này, Địa được Thiên tiếp đãi có phần tử tế. Nhưng khi nghe Địa mời đến nhà ăn dỗ, hắn biểu môi: "Chú hãy trải chiếu qua từ đây tới nhà, ta sẽ đến." Địa về kể chuyện lại cho vợ nghe. Nàng lại hóa phép thành chiếu hoa trải dài từ nhà mình đến dinh Thiên ở. Thiên không ngờ trong thời gian ngắn, Địa đã giàu có, muốn đến xem cho biết sự tình. Đến nơi, hắn rất lấy làm lạ khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của Địa ít có nhà nào bì kịp. Khi ăn cơm, vợ Địa thân hành ra mời rượu. Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa. Rượu ngà sai, hắn nói: "Chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi, thì tôi nhường chức quan cùng dinh cơ của tôi cho chú." Địa ra dấu cho vợ, hai bên cùng làm giao ước. Thế rồi, Địa lên võng về dinh, còn Thiên sai rượu nằm ngủ ly bì. Đến sáng hôm sau,
Khi tỉnh rượu, hắn bàng hoàng thấy mình nằm trong một túp lều đơn sơ. Người vợ đẹp cùng dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến mất. Từ đó, ngày ngày hắn chèo đò đưa khách sang sông kiếm ăn. Còn Địa thành ông quan thông minh, khôn ngoan, vinh hoa phú quý. Ngày nay, câu của thiên trả địa là do câu chuyện trên mà có.